Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm GGDAT. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn đó là xuất cái biên bản hiện trạng trong ứng dụng ra nha. Rồi ta mở phần mềm lên nha. Rồi ta vào bản đồ hồ sơ biên bản hiện trạng. Rồi ở đây rất là nhiều, quét những cái hết mà nháp thử thửa thôi. Tạo. Rồi nó ra 3 thửa, 4 thửa. Rồi bấm xem thửa thôi. Đây, các bạn thấy không? Kéo qua. Đây. Phiên bản kiểm tra này. Có sẵn luôn. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe. Chúc các bạn thực hành thành công nha.